Xin chào toàn thể các bạn nhé. Thì hiện tại bây giờ thì cũng khá muộn rồi, cũng gần 10 giờ rồi. Thì ngày hôm nay nhân thể có hai cây bô, một cây bô Woodsy xịn của Honda và một cây bô là Tân Hòa. Đấy thì hôm nay thì mình sẽ làm cái clip để so sánh giữa ngoại hình này, cân nặng này và cái mã của hai cây bô này cho tất cả các bạn xem. Thì em quay xuống dưới, các bạn đang nhìn thấy trước mặt màn hình các bạn đây là hai cây bô. Bên phải màn hình của các bạn là cây bô Honda Woodsy, được chưa? Còn bên tay trái màn hình của các bạn là Tân Hòa. Thì chia sẻ với tất cả các bạn là điều đầu tiên mà chúng ta nhìn đến là hai cây bô này dáng, kiểu dáng của nó là y xì đúc nhau, không khác nhau một cái gì, các bạn nhìn thấy chưa? Hai kiểu dáng của hai cây bô này giống nhau y xì đúc, không khác một cái gì cả. Đó, các bạn nhìn rõ chưa? Có chăng nó chỉ khác nhau đúng một điểm duy nhất, đó là gì ạ? Đó là cây bô Tân Hòa thì nó có chữ Tân Hòa đấy, và có cái chữ gì đây, cái chữ ISO 9001 và 2015. Còn cây bô Woodsy xịn thì có mỗi chữ Honda DF 100 Woodsy chấm hết, không có cái gì cả đấy. Và hai cây này nói, chúng ta nói là hàng xịn đi, hàng xịn của Honda thì các bạn biết là cái mã nó rất là đẹp. Thứ hai là các bạn nhìn cái nước mạ của cái cây bô này, có thể ngày hôm nay mình quay buổi tối thì các bạn có thể là nhìn không rõ, nhưng những bạn nào đã lấy bô ở nhà mình lắp lên xe thì các bạn biết rằng là cái bô Woodsy xịn mã của nó rất là đẹp. Nhưng bên cạnh đó thì mình muốn chia sẻ với các bạn là bô Tân Hòa cũng không kém. Bô Tân Hòa cái cân nặng của nó cũng tương đương với bô Woodsy xịn. Đấy, hai cây này tương đương nhau, cân nặng tương đương nhau. Đấy, và bây giờ thì mình sẽ cân cho các bạn xem các bạn nhá. Đấy, bây giờ thì chúng ta sẽ đi cân thử trước cái cây Woodsy đi. Woodsy nhá các bạn nhá. Đấy, bây giờ mình sẽ cân, em quay vào cái phần cân cho anh cả. Như các bạn đang nhìn thấy đây thì là hiện tại bây giờ cái mức cân này của mình đang ở mức 0,0. Và mình đặt cái miếng giấy này lên để cho nó đỡ bị xước bô, và đặt cái cây bô nằm cho nó trọn vẹn. Thì bây giờ mình sẽ để lên đây. Và các bạn nhìn thấy là nó nặng khoảng 2 lạng, được chưa? Nó nặng khoảng 2 lạng. Thì bây giờ mình sẽ đặt cái cây bô Honda xịn lên này. Honda này F100 xịn lên để các bạn xem nó là 3 cân mấy hay là 4 cân các bạn nhá. Đây. Thì khi mà mình đặt cân lên đúng không? Chưa, không tác động một cái gì cả, chỉ đặt cân lên và các bạn nhìn thấy là cây bô này đang chỉ đến 4 cân. Thì chúng ta trừ đi 2 lạng của cái vỏ này, chúng ta còn ra 3 cân 8 các bạn nhá. Còn ra 3 cân 8 của cái bô Honda Woodsy xịn này. Thì bây giờ mình sẽ bỏ cái bô này xuống, được chưa? Bỏ cái bô này xuống. Đó, bỏ cái bô xuống này. Bây giờ chúng ta sẽ đi cân cái anh chàng Tân Hòa này các bạn nhá. Đi, chúng ta cùng đi cân Tân Hòa. Đây. Đó, nặng ngang ngửa nhau chưa các bạn? Cũng 3 cân 8 luôn. Cái đây 4 cân thì chúng ta trừ đi 2 lạng của cái thùng xốp, thùng giấy này, thì chúng ta còn ra 3 cân 8 các bạn nhá. Còn ra 3 cân 8. Thì chia sẻ với tất cả các bạn này, ở cái phần dưới này chúng ta nhìn thấy là mình móc, và cái vách của nó khi mà mình móc xong mình sẽ cho nó nằm ở dưới cái phần thân bô, để trông nó sẽ hợp lý hơn khi mà chúng ta lắp lên bô thì nó sẽ như thế này, được chưa? Đấy. Và cả về phần Woodsy cũng vậy. Hàng Woodsy thì bên mình cũng móc ở dưới, được chưa? Bên mình cũng móc ở dưới, và khi mà chúng ta treo bô lên là trông nó sẽ như thế này. Đấy, và ngày hôm nay thì xuất hội trên xe máy Trương Mỹ quay lại cái video này để chia sẻ với tất cả anh em rằng là hai cây bô này nhìn mã giống y xì đúc nhau, không khác một cái gì cả, và về cân nặng cũng giống y xì đúc nhau luôn, được chưa? Và đây là cái minh chứng rõ nhất, và nó là cái clip chứng minh cho tất cả các bạn đang thắc mắc về bô Tân Hòa cũng như là hai năm à cũng như là Woodsy xịn. Đấy, các bạn nhìn thấy là hai cái nước mạ tương đương nhau, được chưa? Và cân nặng tương đương nhau nhưng giá thành thì lại khác nhau cực kỳ nhiều. Đấy, hàng Tân Hòa ví dụ như một cây này lắp cho 2016 nó rơi khoảng 400.000, nhưng mà lắp cho 2019 thì chúng ta thêm cái cổ bô nữa thì nó rơi vào tầm 450.000. Nhưng mà hàng Honda NF100 này thì nó phải dao động khoảng 950.000 đến 1 triệu. Đấy các bạn nha, là cả móc rồi. Ok chưa các bạn? Đấy thì ngày hôm nay xuất hiện trên xe máy Trương Mỹ quay lại cái video này để chia sẻ lại cái hai con bô này cho tất cả anh em đang đam mê chơi xe, thích chơi bô. Anh em có thể nghiên cứu và trải nghiệm một lần nữa một cây bô mà có thể nói là nó cũng sản xuất ra lâu rồi nhưng có thể là anh em sẽ không để ý tới nó. Thì ngày hôm nay xuất hiện trên xe máy giới thiệu với toàn thể anh em, mong rằng là anh em sẽ có một cái nhìn khách quan hơn với bô Tân Hòa. Cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi clip này. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những clip lần sau. Xin chào.